Xin chào các bạn, trong cái video hôm nay thì Quân sẽ hướng dẫn cho bạn một cái tip để mà kháng tài khoản Google Ads bất ngờ bị sụt ban là liên quan đến tránh né hệ thống. Thì trong cái buổi này chia sẻ cho bạn trước hết đó là những cái nguyên nhân để gây ra lỗi tránh né hệ thống. Thì trước hết đó là các bạn khi mà làm tạo quảng cáo một cái chiến dịch nào đó, một cái sản phẩm nào đó chắc chắn là bị vi phạm chính sách. Đặc biệt những có thể là các bạn lên những cái game về game bài hoặc là game casino, tất cả mọi cái về cái ngách ứng dụng hoặc là ngách ngách game đấy là sẽ bị vi phạm chính sách. Thứ hai đó là nội dung từ khóa quảng cáo vi phạm và bị từ chối nhiều lần đấy, nên vi phạm chính sách nhiều lần ha. Thứ tư đó là hành vi bất thường, các bạn lên cao một lúc mà các bạn có thể thay đổi tất cả mọi thứ, nó bị bất thường cái hành vi của mình. Thì trong cái những nguyên nhân này, trong cái khoa học về làm app, mobile app, phát triển ứng dụng của mình đó, quá trình một kèm một, và mình chia sẻ cho các bạn về cái cách phát triển ứng dụng đó, thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn học viên rất là rõ về cái vấn đề về nguyên nhân và lỗi như thế này để mình lên một cái chiến dịch nó an toàn hơn. Rồi sau khi mình phân tích với những cái chia sẻ những cái nguyên nhân lỗi như thế này nó xảy ra tránh hệ thống rất là cao, thì chúng ta có cái quy trình từng bước để mà kháng tài khoản như thế nào để cho nó có tỷ lệ về nó cao hơn. Thì trước hết chúng ta cần phải review lại cái chiến dịch đấy. Cái chiến dịch của mình đó thì mình sẽ review lại cái thứ nhất là mình sẽ review lại cái chiến dịch của mình vừa mới lên có bị vi phạm chính sách hay không. Các bạn xem lại cái keyword, cái content, và các bạn xem lại cái hành vi của mình có thay đổi, có hành vi gì bất ngờ không. Rồi sau đó mình sẽ nốt ra những cái vấn đề đấy. Rồi tiếp tục là mình sẽ hành động tiếp theo là remove hết tất cả những chiến dịch ở trong cái tài khoản Google Ads của mình. Và tại vì sao mình remove cái hết chiến dịch ở trong tài khoản Ads của mình? Đây là một cái bước để mình giống như mình xóa hết dấu vết những cái sai lầm mà không cố ý của mình. Rồi sau đó mình sẽ lên một cái chiến dịch mới với những cái ứng dụng hoặc là một cái game nào đó, một cái ngách nào đó là ngách bình thường, nó không bị những cái từ khóa hoặc là những cái nội dung nó không liên quan gì đến về cái vấn đề vi phạm chính sách cả. Những cái sản phẩm nó sạch. Vậy ứng dụng hoặc là game đó ở đâu thì các bạn xíu nữa thì các bạn theo dõi mình cái cách mình lên thực tế cho các bạn xem ha. Lên như thế này để cho các bạn cho con bot AI Google nó sẽ quét qua khi các bạn kháng là nó không vi phạm chính sách cho nên nó dễ về hơn đấy. Rồi sau đó mình sẽ bước thứ tư là mình sẽ điền form để kháng. Bây giờ các bạn xem trực tiếp mình thực hiện nha. Ok, sau khi một bị suspend tài khoản ad của mình thì các bạn nhớ remove hết, và bây giờ là còn trống new campaign này, nó không có một cái campaign nào cả. Thì trong phần contact này thì mình sẽ submit đây, nhưng mà chúng ta không 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 submit vội nha, không kháng cáo vội. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái new campaign, một cái chiến dịch. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái chiến dịch là app promotion. Các bạn click vào app promotion này ha. Sau khi click vào app promotion thì mình sẽ chọn Android. Trong phần này thì các bạn tìm cho mình lên trên play.google.com và các bạn tìm cho mình một cái loại ứng dụng là một game. Các bạn chọn top đầu tiên luôn ha, ví dụ như Cat này. Những cái ứng dụng mà cái ngách mà nó không có vi phạm cái ngách mà ngách bình thường đấy, giống như Cat như thế này, thì mình sẽ dán vào, back it vào. Ok. Một cái ứng dụng nào đó được nha. Không cần phải là ứng dụng của mình làm một chiến dịch tạm thôi. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chọn all country ha, chọn hết luôn, chọn chạy toàn cầu luôn cho nó dễ, và mình để tiếng Anh hoặc là không cũng được, chọn all ngôn ngữ luôn. Rồi sau đó chọn next. Thì đến phần này á thì các bạn nhớ F5 một xíu để cho nó mất cái icon màu đỏ này ha. Rồi xong, bây giờ mình sẽ điền cái ngân sách vào. Mình cho ngân sách là cả khoảng 50.000 một ngày thôi, được bao nhiêu cũng được hết nha. Các bạn cái
cái campaign, cái chiến dịch là các bạn demo để cho nó sạch thôi. Rồi giá thầu là cả khoảng 1.000, rồi sau đó chọn next. Cái phần headline á thì chúng ta có thể là lấy những cái từ khóa bình thường á, ví dụ như mình chọn là chọn cái gì, chọn chúng ta chọn không không nên chọn music, cho chọn cat hoặc bobcat này thôi đó, cụ thể podcast các bạn dán vào ha. Rồi tiếp theo một chọn cái gì đó, không không chọn music, những cái từ này nó dễ bị vi phạm. Tiếp theo ha, cái này mình chọn cat thôi ha. Thì cái phần này mình headline thì chọn hai cái thôi. Về phần mô tả đầy đủ thì chúng ta cùng chọn mình copy trong JSON Rip và mình dán vào khoảng hai cái nữa ha. Rồi ok, sau khi headline và JSON Rip xong rồi mình chọn Next tiếp. Trong phần Next tiếp này thì mình public cái chiến dịch này luôn. Đó. Sau khi mình public xong đợi nó load. Rồi, sau khi public xong thì đây là cái một cái campaign khá là mới với những cái từ khóa rất là ít để cho cái tỷ lệ độ rủi ro nó ít hơn. Và bây giờ mình sẽ vào trong cái contact us và chúng ta sẽ điền vào submit appear, mình kháng cáo, sẽ hiện ra một cái form. Ở trong form này thì chúng ta điền đầy đủ tất cả thông tin, họ tên, tất cả website. Website này thì chúng ta sẽ copy cái link app đây, rồi sau dán vào, và cái từ khóa thì mình ghi từ khóa chính là cache ha. Sau đó là mình chọn single là cái account của mình là một thôi. Đây có phải là bạn có phải là một cái business online, các bạn chọn yes ha. Rồi ai là bay thì mình chọn là tôi nha. Account bay mình thì mình chọn là Radis là đi biết cạc ha. Rồi các bạn điền thông tin ngày tháng, các bạn check out vô ha. Đấy rồi ba tám hai ba ok. Rồi cái country thì cái này mình chọn là Việt Nam thôi ha. Các bạn cứ điền ở trong cái form này một cái cách trung thực và rõ ràng cho Google hiểu. Thì cái name profile là cái do business thì đây thì các bạn chọn là tôi chạy dịch vụ quảng cáo thôi ha. Ví dụ cái dịch vụ của bạn là gì thì mình chạy dịch vụ quảng cáo. Đấy thì domain ownership thì cái này thì không cần ha. Rồi cái domain là thì mình chạy cái domain của Play Store. Đây khách hàng. Rồi cái này là mình sẽ chọn là điền cái số điện thoại mình vào. Rồi tiếp tục là đến cái phần sau đó là mình sẽ điền mình ghi lại những cái vấn đề mà mình gặp đó. Cái này mình sẽ ghi là tôi mới chạy ha. Ví dụ như các bạn điền cái khoảng là new buy đi. Xuất bản là tài khoản. Ok, các bạn tiếp vào người không, tôi không phải là người mai và submit. Thì như vậy là các bạn submit xong về cái cuộc kháng cáo như thế này rồi, thì cái tỷ lệ làm về cũng khá là cao. Khi mà Google nó vào công bố nó vào nó soi thì nó sẽ vào trong cái campaign mới này ha, campaign các bạn mới tạo này. Thế còn những cái campaign mà remove rồi thì nó không liên quan. Ok rồi, đây là một cái tip mình chia sẻ cho các bạn, hy vọng các bạn sẽ có nhiều cái may mắn và thành công ở trong cái những cái cuộc chạy Google này. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Như các bạn subscribe kênh của mình nhé.